Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử MC Dương Sơn Lâm. Dương Sơn Lâm sinh vào ngày 6 tháng 11 năm 1989, tốt nghiệp chuyên ngành hóa dầu, khoa công nghệ hóa dầu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. MC của một số chương trình truyền hình như Việt Nam, Đất nước con người, Chuyển động cùng Robocon, Thích ứng với tự nhiên trên kênh VTV2, Ngày mới, Ngôi sao ước mơ, 60 phút mở trên sóng VTV6. Nam Vương cuộc thi sinh viên thủ đô tài năng Thanh Lịch năm 2010. Top 12 trong cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2010. Vốn trung thành với phong cách trẻ trung, năng động, MC Sơn Lâm đã khiến cho công chúng một phen bất ngờ khi mà vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 30 tung ra bộ ảnh mới với style siêu hút mắt, diện, lịch lãm, thể hiện sự chững chạc trưởng thành cả về hình ảnh lẫn độ chín về chuyên môn. 10 năm gắn bó với nghề dẫn, Sơn Lâm đã chứng minh được độ phủ sóng và mức độ ảnh hưởng của mình khi là người dẫn chính cho hàng loạt chương trình hot nhất của VTV như Chuyển động 24h, Talk cuối tuần của VTV24 hay Cà phê sáng với VTV3 60 phút mở. Hiểu biết rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ngoại hình sáng, giọng nói truyền cảm, hoạt ngôn, phong cách dẫn trẻ trung, cách trò chuyện có duyên cùng với nguồn năng lượng tích cực đã toát ra trong từng cử chỉ, thần thái, đặc biệt là hình ảnh sạch, không scandal đã giúp cho MC Sơn Lâm chiếm trọn tình cảm và tạo được dấu ấn vững chắc trong lòng khán giả. Không chỉ gắn liền với những bản tin được yêu thích nhất của VTV, MC Sơn Lâm còn chứng minh được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình trong những sự kiện mang tầm cỡ quốc gia như gala, việc tử tế, lễ trao giải báo chí quốc gia, lễ trao giải quốc gia bất động sản Việt Nam. MC Sơn Lâm hiện cũng là cái tên hàng đầu được các nhãn hàng cao cấp săn đón cầm mic chính cho những sự kiện quy mô như hội nghị khách hàng, hội thảo, chương trình giải trí. Lựa chọn gắn bó với nghề dẫn chương trình, Sơn Lâm đã ý thức sâu sắc hình ảnh của bản thân trong mắt công chúng vô cùng quan trọng. Nếu đi cà phê với bạn bè, Lâm có thể mặc đồ đơn giản, nhưng khi xuất hiện tại các sự kiện, yếu tố phù hợp và chỉn chu luôn được Lâm ưu tiên hàng đầu. 30 tuổi và 10 năm gắn với nghề dẫn, bên cạnh bề dày kinh nghiệm tích lũy, sự chín muồi mỗi khi cầm mic ở bất cứ sự kiện nào thì Lâm nghĩ đã đến lúc mình cần phải thay đổi hình ảnh theo hướng mới để tiến gần và phù hợp với công chúng, MC Sơn Lâm chia sẻ. Tâm huyết cùng với đam mê cháy bỏng với nghề dẫn đã thôi thúc MC Sơn Lâm cùng với các đồng nghiệp tại VTV thành lập Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Nói MVP Master of Voice Power, địa chỉ vàng đào tạo và thay đổi rất nhiều bạn trẻ, giúp họ tự tin hơn về kỹ năng nói, phát huy thế mạnh bản thân. Rất nhiều học viên của trung tâm này đã là tên tuổi xuất sắc trong nghề dẫn chương trình. MC Sơn Lâm cũng là người sáng lập và giám khảo của Snake MC, cuộc thi tìm kiếm tài năng MC trẻ hướng tới các bạn học sinh sinh viên được tổ chức thường niên. Đây là sân chơi bổ ích, quy tụ và phát triển nhiều gương mặt MC trẻ triển vọng. Giữa sự bão hòa của vô vàn sân chơi lớn tại Hà Nội, Snake MC đã mang lại sự khác biệt, mới lạ và chuyên nghiệp riêng. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.